lời cảnh báo không dễ bỏ qua. Vậy đại đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một cột mốc mang tính nước lệ. Dư luận trong và ngoài Việt Nam hầu như không ai chờ đợi đột phá nào theo hướng tiến bộ, từ đường lối đối nội lẫn đối ngoại. Tuy nhiên, trước, trong và sau thời gian đại hội đã lần lượt bùng nổ hàng loạt các biến cố quốc tế mà theo giới phân tích sẽ có ảnh hưởng đến tầm nhìn của dàn lãnh đạo mới đối với cục diện khu vực và thế giới. Thay đổi chính quyền ở Mỹ, làn sóng biểu tình chống Putin ủng hộ nhà đối lập Navalny ở nước Nga, đảo chính quân sự tại Myanmar và lập trường ngược nhau của các nước lớn đối với cuộc đảo chính ấy. Việt Nam vừa tăng cường đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, vừa theo dõi chặt chẽ các sự kiện liên quan. Vào giữa nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump đã từng lên tiếng chỉ trích Việt Nam một cách công khai rằng nước này lợi dụng Mỹ còn tệ hại hơn cả Trung Quốc. Vào cuối nhiệm kỳ, chính quyền của ông Trump sau nhiều lần hâm dọa cuối cùng cũng đã liệt Hà Nội vào danh sách thầu túng tiền tệ. Tuy nhiên, chỉ mới gián mát thầu túng thôi, chứ trên thực tế chưa tiến hành áp dụng bất kỳ một biện pháp trừng phạt nào. Theo các chuyên gia, đằng sau lời cáo buộc để lại cho tân nội các Biden xử lý tiếp, đã diễn ra hàng loạt các cuộc gặp gỡ và điện đàm giữa giới lãnh đạo Hà Nội với các nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump với mục đích là nhằm chuyển tải thông điệp hai bên cố gắng duy trì đối tác toàn diện. Trong đó, phía Hà Nội thì nỗ lực biện hộ, so dịu, còn phía Washington thì vừa dọa, vừa ve vãn. Có hai nguyên nhân khiến chính quyền Trump không lên án hay trừng phạt Việt Nam như sau. Nguyên nhân thứ nhất, qua 25 năm bình thường quá quan hệ, chính phủ Mỹ coi nhẹ yếu tố ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của Việt Nam trong cái nhìn thuộc về bản chất mỹ nhận ra việt nam không còn là một thể chế cộng sản nữa cho nên người mỹ có cách ứng xử khá thực tế nguyên nhân thứ hai về mặt địa chính trị và chiến lược hoa kỳ và các đồng minh cần tranh thủ việt nam vì việt nam có vị thế địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược ở đông nam á để từ đó mỹ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng trật tự thế giới dựa trên nguyên tắc luật lệ ông Trump lên án chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, chỉ trích các mô hình chính trị ở Venezuela, Cuba là do lợi ích chiến lược của Mỹ đối với các nước này không song trùng. Mỹ phê phán các mô hình chính trị và nêu đích danh các nhà cầm quyền của mấy nước đó là để gây sức ép, phục vụ cho ý đồ của Mỹ. Trường hợp Việt Nam Tuy việc Mỹ có hệ thống chính trị và ý thức hệ khác nhau, nhưng về ý đồ chiến lược, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều quyền lợi song trùng, đặc biệt trong việc đối phó với Trung Quốc. Vì vậy, cho đến nay, Mỹ không đề cập nhiều về mặt ý thức hệ trong bàn giao với Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội 13, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn yêu cầu xử lý vấn đề biển đảo ngang với đối phó các thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước. Tại Đại hội 13, Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng nhấn mạnh ba thách thức đe dọa đến sinh mạng của Đảng Cộng sản và sự tồn vong của chế độ cộng sản. Qua đó có thể thấy, dàn lãnh đạo mới hậu đại hội nhiều khả năng sẽ đặt nguy cơ chuyển hóa tự chuyển hóa về chính trị nội bộ và nhiệm vụ đàn áp xã hội dân sự cao hơn nguy cơ đánh mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung cộng. Đặc biệt, năm 2021 này, có thể chính phủ Biden sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ nhằm mục đích khẳng định tinh thần và quyết tâm chung của các quốc gia trong thế giới tự do đối với tiến trình dân chủ hóa trên toàn cầu với tư cách là một chế độ độc tài và độc tôn hà nội nhiều khả năng sẽ không được mời tham dự sự kiện nhân văn như vậy mà có được mời việt nam chưa chắc đã dám tham gia như giới phân tích cảnh báo bản thân sự kiện không phải là vấn đề mà vấn đề là ở chỗ nó báo hiệu một điều gì đó mới mẻ về đường hướng quan điểm của tân tổng thống biden Thông điệp có thể là Hoa Kỳ sẽ hợp tác ít hơn với các quốc gia độc tài toàn trị, nhiều hơn với các đối tác dân chủ. Trong khi đó, việc không tìm ra người kế vị chức tổng bí thư cho thấy sự mất phương hướng và chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này là kết quả tất yếu của quá trình đổi mới tư duy kinh tế suốt mấy chục năm qua. Nhưng về chính trị thì càng ngày càng phản tiến bộ và đi vào ngõ cục sau hàng trăm cuộc hội thảo cho đến nay đảng cộng sản việt nam vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa rạch ròi tường tận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì tầng lớp kỹ trị gia tăng trong hàng ngũ lãnh đạo đã khiến cho nhóm giáo điều cảm thấy bất an dư luận quốc tế đánh giá việc ông trọng bám giữ quyền lực đến cùng bằng mọi thủ đoạn cho thấy hệ thống chính trị việt nam đang bị sơ cứng động mạch hệ thống ấy đang ngăn dòng máu mới dẫn tới não bộ có thể gây ra chứng bại não. Tiếp tục nhìn vào cơ cấu nhân sự sau đại hội lần này, thấy khá rõ sự hội tụ của nhiều nhân tố bất bình thường có thể dẫn tới thời mạc của một triều đại sau 55 năm. Đặc biệt, sự nổi lên của các nhóm quyền lực địa phương trong cơ cấu nhân sự hậu đại hội sẽ là mầm móng cho những trận thư hùng đoạt vị tiếp theo. Trong đó, nhóm nghệ tỉnh đứng đầu các nhóm địa phương với 24 ủy viên trung ương chiếm 13%, 5 ủy viên Bộ Chính trị chiếm 28%. Nhóm miền Bắc tính từ Thanh Hóa trở ra, đứng đầu các nhóm vùng miền với 91 ủy viên Trung ương chiếm 51% và 9 ủy viên Bộ Chính trị chiếm 50%. Dưới tác động của nhóm nghệ tỉnh, chưa biết ban lãnh đạo mới có cứng rắn lên trong quan hệ với Mỹ hay không. Tuy nhiên, có lập luận lạc quan hơn, tuy cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Theo triết lý không ai giàu ba họ không ai khó ba đời thì đừng nghĩ là phe nghệ tĩnh vẫn nghèo mạt rẹp như xưa và sẽ cứng rắn đến cùng không thỏa hiệp với đế quốc mỹ dưới thể chế kim tiền hiện nay cả trong đảng lẫn ngoài xã hội chưa ai đoán trước được sắp tới đây trung cộng hay mỹ sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc đua dây của hà nội một số tình huống có thể khiến ban giao mỹ việt bị trật đường dây thật thứ nhất tình hình nhân quyền ở việt nam ngày càng tồi tệ đảng, nhà nước tiếp tục chiến dịch khủng bố trắng hậu đại hội đối với xã hội dân sự dưới mọi hình thức. Thứ hai, triển khai báo cáo quốc gia về thực trạng nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ khiến Việt Nam từ bất chấp đến có phản ứng tiêu cực hơn vì tự tin vào vị thế địa lý chính trị và nghĩ rằng Mỹ phải xuống nước với mình. Thứ ba, thái độ ngược nhau giữa Mỹ và Trung Cộng trong phản ứng trước xu hướng thuộc lùi dân chủ ở Myanmar gây hoang mang cho Hà Nội. Thứ tư, Hoa Kỳ có đường lối cứng rắn hơn đối với những đồng minh ruột của Việt Nam là Trung Quốc và Nga trong các vấn đề dân chủ nhân quyền. Tình huống thứ năm xảy ra điều Mỹ đã cảnh báo rằng các chính sách và thực tiễn không lành mạnh góp phần vào việc định giá thấp tiền tệ, gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ cần phải được chấm dứt. Nếu Washington quyết định trừng phạt Hà Nội vì lý do này thì thật là rắc rối, nhất là trong mùa đại dịch COVID-19 khi bị đánh vào cái dạ dày và túi tiền của đảng và chính phủ mới thì đảng và nội các của chính phủ mới sẽ phải cầu viện phương bắc nếu điều này xảy ra việt nam buộc phải thỏa hiệp và nhượng bộ nhiều hơn với trung quốc trong vấn đề biển đảo giá trị địa chính trị của việt nam trong quan hệ với mỹ hiển nhiên sẽ bị giảm đi đáng kể một cách không may mắn nếu nhìn từ tương lai của người dân trong nước khi tất cả năm kịch bản nói trên xảy ra cùng một lúc hoặc các kịch bản đang xen tương tác với nhau hệ lụy thật khôn lường lúc ấy không chỉ ban giao với mỹ mà ngay cả định hướng đối ngoại nói chung có thể biến dạng nếu tin đồn ông trần tuấn anh sẽ ngồi vào ghế của bộ trưởng ngoại giao thay thế phạm bình minh là đúng thì không biết nhà buôn trần tuấn anh sẽ chèo lái con thuyền ngoại giao việt nam theo hướng nào